cô gái không biết mình là con gái nhà tài phiệt, đã làm nhân viên thực tập trong công ty của bố mẹ suốt 2 năm ròng rã. Các nhân viên cũ trong công ty đua nhau chèn ép cô, hàng ngày kêu cô phải rót nước bưng trà, đủ các công việc lặt vặt, thậm chí còn sai cô nhặt đồ trong thùng rác. Dù là vậy nhưng cuộc sống của cô vẫn rất lạc quan yêu đời. Mà lý do cô chấp nhận làm những việc này là 2 ngày sau cô sẽ được lên làm nhân viên chính thức. Cô gái tên Jian, sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng vào 20 năm trước do sơ suất của người mẹ đã để lạc mất cô. Hôm đó bà dẫn con gái đi mua sắm. Lúc xuống xe trông thấy con gái đang ngủ ngon lành ở ghế sau. Vì muốn để con gái ngủ thêm lúc nữa nên đã kéo cửa kính ghế sau xuống, sau đó một mình rời khỏi xe. Không lâu sau một người phụ nữ đi ngang qua phát hiện chiếc kẹp tóc trên đầu cô bé đáng giá 600 triệu won, liền nổi lòng tham. Cô ta nhìn ngó xung quanh thấy không có ai, rồi thò tay vào tháo chốt, mở cửa xe, định bụng lấy đi chiếc kẹp tóc trên đầu cô bé. Ai ngờ mãi vẫn không tháo được chiếc kẹp tóc xuống. Lúc này cô bé đột nhiên thức dậy. Trong lúc quẫn trí cô ta dứt khoát bế cô bé bỏ chạy. Sau khi lấy được kẹp tóc và chuẩn bị đưa cô bé trở lại xe thì phát hiện mẹ cô bé đang lái xe về phía mình. Cô ta hoảng loạn cho rằng mình sắp tiêu đời, vội quay người về sau. Thế nhưng chiếc xe lại lướt qua bọn họ và không có ý định dừng lại. Lúc này người phụ nữ mới thở dài một hơi, mà tới giờ người mẹ vẫn chưa phát hiện con gái đã mất tích. Khi bà ngoảnh đầu nhìn lại mới phát hiện con gái không thấy đâu. Bà hoảng loạn đánh lái quay lại tìm con gái, nhưng chính vào lúc này một chiếc xe tải lao tới khiến chiếc xe văng ra chục mét theo quán tính. Người mẹ cũng rơi vào hôn mê. Khi bà tỉnh lại thì đã qua 1 tháng. Sau đó dựa vào thế lực tài phiệt của mình, treo thưởng 6 tỷ won cho ai tìm được con gái họ. Tin tức tìm người được phát trực tiếp liên tục hàng giờ, nhưng vẫn không tìm được tung tích của con gái. 25 năm sau, điều người mẹ không thể ngờ là con gái đang làm việc ở công ty của gia đình, hơn nữa còn bị người ta thường xuyên bắt nạt. Trong giờ làm việc giám đốc lại sai cô đưa đón con gái mình tới lớp học thêm. Sau khi đón con gái giám đốc xong, cô cuối cùng cũng có thời gian tụ họp với bạn học một chút. Ai ngờ vừa ngồi vào bàn, giám đốc lại gọi điện thoại tới, kêu cô tới bệnh viện đón bố vợ mình. Jian để trở thành nhân viên chính thức chỉ đành âm thầm chịu đựng, vội lái xe tới nhà giám đốc. Trong điện thoại giám đốc liên tục thúc giục, Jian nhấn ga tăng tốc, lao vút trên đường. Không may xảy ra sự cố, xe của cô đâm vào đuôi xe của một người đàn ông. Bởi vì đây là xe của giám đốc, cô không dám liên lạc cho bên bảo hiểm, chỉ đành đề nghị bỏ tiền túi ra đền. Nhưng người đàn ông lại bắt đền 30 triệu won. Jian lập tức ngơ người, một thực tập sinh như cô làm gì có số tiền lớn đến thế. Người đàn ông thấy cô đáng thương đã đồng ý cho phép cô đền bù trong khả năng cho phép. Hai người hẹn nhau ngày mai sẽ giải quyết chuyện đền bù. Nhưng Jian lại không biết rằng người đàn ông trước mặt là con trai chủ tịch công ty mà cô đang thực tập. Người đàn ông tên Jo Kyung, là người thừa kế của tập đoàn ATS. Sau khi Jian tới nơi, vợ giám đốc liền xỉ vả cô một trận, sau đó sai cô chuyển đồ lên xe. Sau khi chiếc xe rời đi, Jian ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trách ông trời sao lại đối xử với mình như vậy. Bên này gia đình tài phiệt nhận được một bưu kiện. Khi phu nhân mở ra xem, phát hiện bên trong có 2 chiếc bàn chải đánh răng và 1 bức thư. Nội dung bức thư kêu bà đi xét nghiệm ADN. Một trong 2 chiếc bàn chải là của cô con gái đã mất tích 25 năm của bà. Cho rằng đây lại là chiêu trò của bọn lừa đảo, liền giận dữ ném chiếc hộp xuống đất. Lúc này một số lạ gửi ảnh tới, mở ra xem phát hiện đây là chiếc kẹp tóc của con gái năm đó, cùng với đó là bức ảnh của 2 cô gái. Phu nhân nhìn bức ảnh với tâm trạng kích động, mà người trong bức ảnh chính là Jian và Jisoo. Bà vội vã lục tìm chiếc kẹp tóc đối chiếu với bức ảnh, cuối cùng xác định đây chính là kẹp tóc con gái bà đeo hôm mất tích. Nhìn cô con gái mà mình luôn tìm kiếm suốt 25 năm qua, bà kích động tới mức ngất xỉu. Bên này cho dù Jian đã rất cố gắng, nhưng cuối cùng chỉ ôm về thất vọng. Chỉ một người duy nhất được chọn làm nhân viên chính thức của phòng marketing, cả 6 thực tập sinh không ai được chọn. Công sức họ bỏ ra cuối cùng lại bị một người có quan hệ cướp mất, mà cô ta chính là bạn học thời cấp 3 với Jian tên Seo Huynh. Thậm chí hôm qua bọn họ mới gặp nhau trong buổi tụ họp, Jian hùng hổ chạy đi chất vấn đối phương, tại sao hôm qua trong buổi tụ họp lại không nói với mình. Ha Dung thờ ơ nói là bản thân muốn trông thấy dáng vẻ khom lưng cúi đầu của cô. Sao cô lại hãm đến thế? Tôi sẽ giết chết cô. Sau đó tự sát. Hai người phụ nữ lao vào cấu xé nhau, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Cảnh này đã bị Jo Kyung trông thấy, nhưng anh lại không nhận ra cô gái đang đi đường quyền kia chính là người đã đâm vào xe mình tối qua. Jian bất ngờ đập mạnh đầu vào mặt Seo Huynh. Chứng kiến cảnh này, Jo Kyung cũng trợn tròn mắt kinh ngạc. Cứ như vậy, hai người nhanh chóng bị bế về đồn. Ha Dung nặng nặc đòi đâm đơn kiện. Jian bên cạnh thản nhiên đáp, mình sẽ báo thù, sau đó tố cáo cô ta là loại người lợi dụng quan hệ cướp đi công việc của bạn học. Thấy đối phương có định tố cáo mình, cô ta lập tức sợ hãi cúi đầu. Cuối cùng bố Ha Dung đã xuất hiện giải quyết vụ việc. Sau khi ra ngoài, bố Ha Dung không quên để lại cho Jian một câu, đây mới chính là hiện thực. Câu nói này đã khiến cô hiểu ra, cố gắng đến mấy cũng không bằng người có cơ cấu. Mặc dù không bị kiện ngược, nhưng vẫn bị công ty đuổi việc. Sau khi cô trở về nhà, Jian vì không muốn gia đình lo lắng, đã đeo khẩu trang để che vết thương lại, đồng thời thông báo với gia đình chuyện mình không được nhận vào làm việc. Jisoo nghe xong không tin mọi chuyện lại đơn giản như vậy, liền tới phòng chị gái. Nhân lúc cô không chú ý đã giật khẩu trang xuống. Cho dù phải chịu ấm ức, nhưng Jian vẫn không dám nói ra, chỉ âm thầm chịu đựng. Hôm sau Jo Kyung liên lạc với Jian, đòi 5 triệu won tiền bồi thường, nhưng lại không gọi được cho cô. Vậy nên đã gửi một đoạn tin nhắn thoại, không ngờ lại bị em gái Jisoo nghe được. Này hung thủ, cô thật sự cho rằng mình có thể trốn ở một nơi xó xỉnh tại Hàn Quốc sao? Nếu nghĩ mình có thể trốn được thì cô sai rồi.
Nếu không mang 5 triệu won tới trước tối mai thì cô sẽ gặp phiền phức lớn đó. Jisoo nghe xong tưởng đây là tên côn đồ đã đánh chị gái, nên quyết định tạm thời không nói với Jian, chuẩn bị một mình đi xử lý tên côn đồ này. Sau đó gửi cho đối phương địa điểm gặp mặt. Sau khi Jo Kyung tới điểm hẹn, lại không thấy bóng dáng Jian đâu, nên tưởng mình đã bị chơi một vố. Khi anh lấy điện thoại ra gọi, thì Jisoo bất ngờ nhảy ra điên cuồng quay phim chụp ảnh anh. Jo Kyung giật điện thoại của cô lại, chất vấn cô tại sao lại quay mình. Jisoo nói sẽ tố cáo anh tội uy hiếp người khác, bởi vì chị cô không có xe sao có thể đụng phải xe anh được. Jo Kyung vừa nghe liền biết hai người là chị em. Sau một hồi giải thích, Jisoo mới biết thì ra chị mình đã gây ra tai nạn. Cô liên tục thay chị nói lời xin lỗi. Bên này phu nhân đã nhận được kết quả xét nghiệm ADN. Một trong hai cô gái trong ảnh chắc chắn là con gái đã mất tích 25 năm của mình, mà phu nhân chính là mẹ ruột của Jo Kyung. Lúc này một số lạ gọi tới, đối phương tự nhận gói bưu phẩm đó là do mình gửi, đồng thời đòi 1 tỷ won mới giao ra thông tin của con gái bà, mà hai vợ chồng này chính là người năm đó đã bế con gái bà đi. Phu nhân nôn nóng, nói rằng chỉ cần tìm được con gái sẽ trao thưởng 2 tỷ won. Người phụ nữ nghe xong thì vô cùng vui sướng. Bọn họ hẹn 1 giờ sau gặp mặt, nhưng người phụ nữ không ngờ rằng phu nhân Nô đã dẫn theo đám bảo kê tìm tới tận cửa. Bọn họ nhanh chóng bị khống chế. Từ miệng chúng, phu nhân Nô đã có được địa chỉ của con gái. Không lâu sau, bà đã tìm tới tận nhà Jian. Bà ta không nói không rằng gì, trực tiếp hỏi mẹ Jian rằng trong hai đứa con gái ai mới là con gái mình. Mẹ Jian ngơ ngác, nói cả hai đứa đều là con mình, là cặp sinh đôi khác trứng. Sau một hồi tranh luận, phu nhân Nô lấy ra bản xét nghiệm ADN, nói một trong hai người chính là con gái thất lạc của mình. Chuyện đã đến nước này, mẹ Jian cũng không thể giấu giếm thêm nữa, chỉ đành thừa nhận Jian là đứa con được mình nhặt về. Là Jian sao? Đây là người mẹ vô tâm nhất mà tôi từng gặp, ra ngoài mua sắm chỉ chọn đồ cho mình, hoàn toàn không để ý tới một trong hai đứa bé đã chạy ra đường. Khi người mẹ nghe thấy tiếng va chạm quay lại, con gái đã ra đi mãi mãi. Sau khi mất đi con gái mà vô cùng tự trách, trên đường trở về nhà sau đám tang con gái, bà phát hiện một bé gái đang ngồi khóc thút thít. Nhìn đứa bé có cùng lứa tuổi với con gái, liền quyết định đưa cô bé về nuôi dưỡng, mà không biết đứa trẻ này là con gái của một gia đình tài phiệt. 25 năm sau, người mẹ tài phiệt thông qua các nguồn tin đã tìm tới tận cửa. Sau một trận đấu khẩu nảy lửa, cuối cùng bà Yang chỉ đành thừa nhận là Jian. Nô phu nhân sau khi biết tin Jian là con gái mình, liền kêu bà Yang nhanh chóng nói với cô sự thật. Vài ngày nữa họ sẽ đón cô trở về. Dựa theo địa chỉ do bà Yang cung cấp, phu nhân Nô tìm tới tiệm gà rán nơi Jian đang làm việc. Thấy con gái làm việc vất vả, còn bị ông chủ quát mắng, khiến người làm mẹ như bà không khỏi đau xót. Vậy nên đã tìm gặp ông chủ tiệm gà rán, sau đó đưa cho một tập tiền, kêu ông ta đuổi việc Jian và đưa cho cô khoản tiền này. Ông chủ vừa quay lại, liền thông báo cháu trai mình cần việc làm nên chỉ đành cho cô thôi việc, đồng thời đưa cho cô tiền lương của 1 tuần làm việc. Jian nhận số tiền mở ra đếm, sau đó đưa cho ông chủ số tiền thừa. Ông chủ tham lam lập tức nhận lấy số tiền, đút vào túi áo. Nhận được lương, Jian chạy tới cửa hàng tiện lợi, mua một gói cơm nắm và chai nước loại rẻ nhất. Lúc này bạn thân cũng gọi điện tới. Trong cuộc nói chuyện bọn họ nhắc tới chuyện tiền nong, khiến Jian chợt nhớ tới vụ tai nạn xe hôm đó. Cô còn chưa trả 5 triệu won tiền bồi thường. Jian hoảng hốt nói mình bận rồi, vội vàng cúp máy, sau đó gọi điện thoại cho Jo Kyung. Đầu dây bên kia Jo Kyung kêu cô mau đền tiền sửa xe. Jian xin lỗi nói mình vừa mất đi công việc nên không có nhiều tiền như thế. Jo Kyung bỗng hỏi cô có biết tiếng Nhật hay tiếng Anh gì không. Sau khi có được đáp án chắc chắn, anh liền kêu cô ăn mặc chỉnh tề rồi mau chóng tới đây, đồng thời hứa sẽ trả cho cô mức lương cao nhất. Thì ra phiên dịch viên trong bữa tiệc của hội nhà giàu quốc tế do anh tổ chức bất ngờ gặp tai nạn. Jian tốc độ chạy về nhà, nhanh chóng thay quần áo. Lúc này mẹ muốn nói về chuyện thân thế của cô, nhưng lúc này trong đầu Jian chỉ nghĩ tới số tiền lương kia, hoàn toàn không để ý tới lời của mẹ. Sau khi thay quần áo, liền vội vàng ra khỏi nhà. Không lâu sau cô đã có mặt tại buổi tiệc. Buổi tối khi hoạt động bắt đầu, Jian đứng trên khán đài dịch tiếng Anh Nhật một cách lưu loát. Dưới sự dẫn dắt của cô, buổi trình diễn diễn ra một cách suôn sẻ. Jo Kyung nhìn cô nở nụ cười hài lòng, ngay cả các quan khách phía dưới cũng gật đầu khen ngợi. Hoạt động diễn ra vô cùng thuận lợi. Lúc này Jo Kyung bỗng nhận được một cuộc điện thoại, em gái Seo Hyun thông báo đã tìm được cô em gái thất lạc 25 của anh, nhưng bố mẹ cũng vì chuyện này mà cãi nhau, kêu anh mau chóng về nhà. Jo Kyung chào hỏi bạn bè vài câu rồi rời đi. Hoạt động kết thúc, Jian một mình ở lại hiện trường ngây ngốc chờ Jo Kyung. Đến cơm tối vẫn chưa được ăn, cho tới khi mọi người dọn về gần hết vẫn không thấy bóng dáng Jo Kyung đâu, gọi điện thoại cũng không thấy ai bắt máy. Jian bắt đầu sốt ruột, trước khi tới đây để bắt xe cho kịp cô đã tiêu hết số tiền trong túi, vậy nên cô chỉ đành đi bộ về nhà. Chuyện đen đủi liên tục ập tới, trời bỗng đổ mưa lớn. Jian ướt sũng chạy tới trạm xe bus. Lúc này một người đàn ông mặc áo mưa đi qua bắt chuyện với cô. Jian vô cùng sợ hãi, bởi người đàn ông này trông không giống người tốt. Không cần đâu, chồng tôi sắp tới đón rồi. Người đàn ông nghe xong liền lên xe rời đi. Jian sau khi trông thấy anh ta đi xa, vẫn không khỏi lo sợ, vội nhắn tin vay tiền bạn sau đó gọi một chiếc taxi. Tổng đài thông báo hiện tại không có xe về Seoul. Cô lo sợ sẽ lại gặp người đàn ông như vừa rồi. Không còn cách nào khác, cô chỉ đành đội mưa đi bộ về nhà. Lúc này người đàn ông đi xe đạp đó bất ngờ quay lại. Khi ông ta đi lướt qua cô, đạp tới phía trước rồi dừng lại, Jian trông thấy liền sợ hãi lùi về sau. Ông ta dường như đang lôi ra thứ gì đó.
thì ra đều là cô tự mình dọa mình. Sau đó ông ta đạp xe rời đi. Lúc này Jian sợ hãi bật khóc, thấy điện thoại chỉ còn 1% pin, cô hoang mang không biết làm thế nào. Sau đó vội lấy máy gọi cho người đàn ông mà em gái yêu thầm, cũng là bạn đại học của cô U Hiếu. Jian nói với anh tình hình của mình. U Hiếu vội gác lại công việc đi tìm cô. Bên này do Kyung giải quyết xong việc gia đình mới trông thấy đoạn tin nhắn của Jian, anh vội lái xe tới đó. Mà lúc này U Hiếu cũng đã tới đón cô. Do Kyung tới nơi trùng hợp chứng kiến cảnh này, cho rằng bạn trai Jian đã tới đón cô ấy nên không xuống xe. Jian về nhà với cơ thể mệt mỏi, ngủ một mạch tới 11 giờ trưa. Người mẹ vào phòng gọi cô dậy, sau đó đưa cho cô một quần áo mới, kêu cô trang điểm mặc quần áo gọn gàng. Jian mơ hồ không hiểu chuyện gì, sau đó theo mẹ đi taxi tới một nhà hàng. Ban đầu cô còn tưởng mẹ đưa cô tới nhà hàng xem mắt, người mẹ nói đợi đến đó thì biết. Sau khi tới nhà hàng, bọn họ được giám đốc đưa tới một phòng VIP. Jian nhìn hai người ngồi bên trong, ngơ ngác hỏi mẹ họ là ai. Bà Yang nói đây là bạn mình, nhưng Jian hoàn toàn không biết người ngồi trước mặt là bố mẹ ruột mình, cũng chính là chủ tịch và phu nhân của tập đoàn ATS. Jian chào hỏi xong thì ngồi xuống với mẹ. Lúc này chủ tịch Choi gọi ra một món ăn ngon, Jian còn tưởng mẹ đang giới thiệu công việc cho mình. Chủ tịch Choi nhẹ nhàng kêu cô tranh thủ nếm thử đồ ăn khi còn nóng. Jian ngơ ngác gật đầu, sau đó ăn một miếng lớn. Phu nhân Noh nhìn tướng ăn như hổ đói của cô thì rưng rưng nước mắt. Chủ tịch Choi kêu giám đốc nhà hàng mang tất cả các món ra. Jian cả ngày chơi được ăn gì chỉ chăm chăm cắm mặt vào ăn. Cháu không kén ăn nhỉ? Cháu không kén ăn đâu ạ. Bởi vì đồ ăn ở đây quá ngon. Cũng có thể là do cả ngày hôm qua cháu chưa ăn gì. Phu nhân Noh nghe Jian nói cả ngày chưa được ăn gì, liền quay sang nhìn bà Yang với vẻ mặt không vui. Bà Yang giải thích con gái từ bé đã không kén ăn, còn nói ra rất nhiều ưu điểm của cô. Jian nghe thấy mẹ đang khen ngợi mình, suýt thì sặc cơm. Phu nhân Noh thấy vậy vội kêu cô ăn chậm lại. Jian sau khi uống một ngụm nước, nhớ lại khi cô làm thực tập sinh tại công ty ATS, đã nhìn thấy hai người trên cuốn tạp chí. Bọn họ chính là vợ chồng chủ tịch công ty ATS. Jian nhìn hai người đầy kinh ngạc, sau đó nhỏ tiếng hỏi mẹ sao lại quen được hai người này. Bà Yang trả lời là nhờ vào cô cả đó. Jian ngơ ngác không hiểu. Thực ra bọn họ là bố mẹ ruột con. Jian tưởng mình nghe nhầm, khi người mẹ nhắc lại lần nữa, cô quay sang nhìn hai người với ánh mắt khó tin. Mẹ kêu Jian sau này hãy chung sống hòa thuận với bố mẹ ruột, nói xong liền quay người rời đi. Jian thấy mẹ bỏ đi cũng xách túi chạy theo. Lúc này chủ tịch Choi bỗng gọi cô lại. Ở lại đây đi. Jian sau khi nói lời xin lỗi, liền vội vã rời đi. Hai người trở về nhà, kể lại chuyện này với Do Kyung và con gái út. Do Kyung nói sẽ giúp bố mẹ thuyết phục em gái trở về nhà sống. Buổi tối Jian đứng đợi mẹ ở cổng, bà Yang thấy cô ăn mặc mỏng manh, lập tức đi tới mắng cô một trận. Nhưng cô lại bày ra tư thế quyến rũ trêu chọc mẹ, con gợi cảm không? Bà Yang lập tức nguôi giận. Jian nói với mẹ, cho dù bản thân có là thiên kim tiểu thư đi nữa thì cũng không bao giờ rời khỏi ngôi nhà này. Nhưng bà Yang lại kêu cô mau trở về nhà của mình, như vậy mới có thể hoàn thành giấc mơ ra nước ngoài du học mà cô luôn khao khát. Jian vui vẻ nói giữa chuyện đi du học và gia đình thì cô sẽ lựa chọn gia đình, con muốn ở bên cạnh mẹ. Về tới nhà, Jian nhìn người thân đã chung sống với mình suốt 25 năm qua, quyết định từ bỏ cuộc sống giàu có. Sau đó nói với mẹ sự lựa chọn của mình. Hôm sau cô bắt đầu công việc nhân viên phục vụ, bị người ta trèo đầu cưỡi cổ. Khi cô giúp khách hàng mang đồ vào trong xe, lại bị một chiếc xe chắn đường. Cô lên trước nhắc nhở chiếc xe lùi về sau một chút, nhưng người trong xe lại nói mình không biết lái xe. Jian chỉ đành lách qua khoảng trống hẹp. Lúc này chuông điện thoại bỗng reo lên, cô tưởng là do Kyung gọi tới trả tiền lương hôm trước. Đúng là đồ điên. Này, không ngờ bà cô trong xe nghe được câu này, liền hùng hổ xuống xe. Bà ta cho rằng Jian vừa chửi mình. Jian vội giải thích có một người liên tục nhắn tin quấy rầy cô. Cô chỉ đang nói người gửi tin nhắn đó mà thôi. Đối phương đưa tay muốn xem điện thoại của cô. Khi Jian chuẩn bị lấy điện thoại ra thì bà tay trực tiếp cướp lấy điện thoại. Jian muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Không ngờ lại là tin nhắn của mẹ gửi đến. Người phụ nữ cho rằng cô đang nói dối. Lúc này Jian cũng đờ người, vội giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng bà ta lại nghĩ cô đang trêu đùa mình. Lúc này con gái bà ta cùng giám đốc khách sạn đi tới. Bà ta lập tức kể lại chuyện vừa xảy ra với con gái. Em trai Jian trùng hợp chứng kiến cảnh này, quỳ xuống xin lỗi cho tôi. Jian không biết phải làm sao, liên tục cúi đầu xin lỗi, nhưng người phụ nữ vẫn không có ý định buông tha, còn nói hôm nay đã tiêu tốn 10 triệu won ở đây. Quản lý nghe xong liền biết đây là khách VIP, vội kêu Jian mau quỳ xuống xin lỗi đối phương. Jian căng thẳng nắm chặt tay, nghĩ tới hoàn cảnh gia đình, cuối cùng vẫn lựa chọn cúi đầu. Em trai vừa định xông tới nói giúp chị gái, nhưng khi nhìn lại thẻ nhân viên trên ngực mình, lại do dự mà quay vào trong. Người phụ nữ vẫn không chịu buông tha cho Jian, hỏi cô có biết tại sao phải quỳ không. Jian chỉ biết nói lời xin lỗi. Lúc này người tới hóng chuyện ngày càng đông, ai nấy đều cảm thấy mẹ con kia có hơi quá đáng. Nhìn chị gái quỳ dưới đất, em trai vô cùng đau khổ. Xong chuyện, Jian như người mất hồn trở về làm việc, không ngờ lại bị giám đốc gỡ thẻ nhân viên xuống, sau đó đưa cho cô một khoản tiền, thông báo cô đã bị đuổi việc. Jian không hiểu, rõ ràng bản thân đã quỳ xuống xin lỗi. Giám đốc giải thích đây là yêu cầu của khách hàng,
thậm chí còn nói đáng lẽ cô nên quỳ xuống ngay từ đầu, bởi vì cô quỳ quá muộn, khiến khách hàng không hài lòng. Xi'an bật cười, nụ cười ẩn chứa sự thất vọng, bất công của cô đối với cuộc sống. Buổi tối trên đường về nhà, vì không muốn người nhà phát hiện, cô cố gắng giữ nụ cười trên môi. Lúc này, Do Kyung bất ngờ tìm tới cô, Xi'an vội trốn sang một bên. Do Kyung vốn định giải thích, hôm đó không phải là anh cố ý quỵt tiền lương của cô, nhưng thái độ bất cần của cô đã hoàn toàn chọc giận anh, vừa gặp đã đòi cô tiền sửa xe, yêu cầu cô mau chóng trả hết số tiền đó cho mình. Xi'an lập tức lo sợ, nhìn dáng vẻ căng thẳng nắm chặt tay của cô. Do Kyung lại nói mình không cần tiền của cô, mà chỉ muốn Xi'an hiểu rõ, không có điều kiện thì đừng nên có cái tính khí nóng nảy như vậy. Nói xong liền lái xe rời đi. Sau khi bị sỉ nhục, Xi'an cuối cùng đã không thể kiềm chế nổi cảm xúc nữa, cô ấm ức quỳ xuống đất khóc lớn. Xi'an không biết tiếp tục chịu ấm ức vì chuyện tiền bạc nữa, cuối cùng đã quyết định gọi cho mẹ ruột. Có thể cho con vay 20 triệu won không? Được rồi, tập phim này đến đây thôi. Các bạn nhớ bấm theo dõi để đón xem diễn biến của những tập phim tiếp theo nhé.